Xin chào các bạn, thì đây chính là một chiếc iPhone 15 Pro Max đó. Thì hiện tại là một chiếc iPhone là coi như là còn nguyên siêu nè. Đây đây là còn nguyên siêu đi luôn. Thì hôm nay là mình sẽ đưa ra giải pháp là coi như là đập hộp về iPhone 15 Pro Max, và cái tiếp theo nữa là mình sẽ đưa ra là chuyển dữ liệu từ iPhone 14 Pro Max và sang 15 Pro Max. Lên đây, mời cả nhà chúng ta sẽ cùng xem. Thưa các bạn, thì đối với về như là một chiếc 15 Pro Max nè, đây đó, và được sản xuất là năm 2024 trên đây ha, mã VN. Thì máy này gọi là máy màu trắng nè, quay nè, titanium nè, hay gọi là màu trắng titan ha đó. Thì bản này đang là 256 GB, thì đối chúng ta nhìn thấy là đang còn nguyên siêu hết luôn nè, đó nguyên siêu hết luôn ha. Thì bây giờ đây là mình sẽ khui siêu và chuyển dữ liệu. Bây giờ đây là mình sẽ nhờ một hai bé đó, một bé là sẽ tháo đây ha. Đây là cu Ken Vlog. Ken chuẩn bị dâu xé đây, con cầm đây nè, chuẩn bị cầm một cái, một là chừng nào kêu xé là xé từ từ lên nha, xé từ từ, xé vào 1 2 3 rồi đi từ từ thôi, đi từ từ rồi rồi đó. Khi xé này thôi là chúng ta mất khoảng chừng 1 đến 2 triệu. Đây ha. Khi mà khui ra nè, khám phá bên trong 15 Pro Max phiên bản phiên bản là titan màu trắng, nó sẽ có những gì trên đây. Thưa các bạn, đây là cái hộp. Đó. Và đây là một chiếc iPhone 15 Pro Max titan đây. Thì trước khi mà để mà kiểm tra coi máy mình có bị dấu vết gì không, chúng ta kiểm tra này toàn bộ trên đây nè. Thấy chưa? Nếu như có dấu vết như là chày hoặc là cấn móp thì chúng ta có thể đổi được cái mới. Đặc điểm của 15 Pro Max thì chúng ta nhìn thấy đây là vị trí là cổng USB-C. Đó, cổng USB-C nè. Thấy không? Đó. Và cái 14 Pro Max thì đang sử dụng bằng là sạc, đây là sạc thường nha, Lightning. Đó. Thì các bạn nhìn thấy trên đây. Trong đây sẽ có về cái gì đây? Khe chọc sim nè. Có hình trái táo nè, sách hướng dẫn nè, mình sẽ để đây. Và đây là sợi cáp của iPhone 15 Pro Max. Đây là vải dù. Đó. Và cái sợi cáp này chúng ta nhìn thấy đây là sẽ có về cái hai cổng C luôn. Type-C ha. Thì đối chúng ta nhìn thấy là 14 Pro Max là một bên là Type-C, một bên là Lightning. Nhưng đối với 15 Pro Max là hai cổng C. Rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy trên đây là một cái máy này, chúng ta xé siêu ra nè. Xé siêu ra thử ha. Đây. Rồi thử luôn, đây là hai bạn mini, đây 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 đó, xé ra xé siêu ra xong thì giờ đây là mình sẽ để đây đi ha. Rồi sau khi xé siêu như thế này là chúng ta là mất khoảng chừng thêm 1 triệu nữa, là coi như là mất 2 triệu rồi. Bây giờ nếu như chúng ta bật nguồn lên, đây đây dâu bật nguồn lên thử coi đó, bật nguồn mà chúng ta kích hoạt và cái gì đây, kích hoạt về bên Wi-Fi nữa thì chúng ta mất khoảng chừng thêm 1 đến 2 triệu nữa. Có thể là khi mà một cái máy mà chúng ta chỉ cần acti lên thôi là thấy là coi như là tốn hết, mất hết mớ tiền nữa rồi. Đây ha. Máy nguyên siêu tiếng Việt. Bây giờ mình sẽ thử coi là để đây, và mình sẽ có về giải pháp là coi như là chuyển dữ liệu từ 14 Pro Max sang 15 Pro Max để mời cả nhà chúng ta sẽ cùng xem. Thưa các bạn, giao diện nè, đây là cái gì bắt đầu nhanh nè. Nếu như các bạn muốn chuyển dữ liệu qua thì chúng ta để hai cái máy sát bên nhau như thế này, này đang tìm thiết bị ở gần nè, thấy không? Đây là mình chuyển qua nè, đó, đây ha, đây là phiên bản 14 Pro Max, thì bản này đang còn bảo hành đến hơn 1 năm luôn. Máy này cũng đang khá là xài, khá là tốt và ổn định. Chẳng qua đây là khi mà để xài để đưa ra thôi. 14 Pro Max nè. Thấy chưa? Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy trên đây chúng ta sẽ có về để chuyển dữ liệu qua nè, tiếp tục nè. Tiếp tục này ha. Đó. Rồi. Đang kết nối là giữa hai máy đây với nhau. Đó. Thì đây là để hai máy, giữa hai máy chúng ta nhìn cơ bản là có thể tương đồng giống nhau. Đây là coi như là để chúng ta để máy tiếp tục nè, hai máy gần với nhau. Thấy chưa? Đó.
Thì lúc này để mà tiếp tục được nó gần nhau như thế này mà cái phiên bản 15 Pro Max nè, đây là 14 Pro Max chúng ta quét nè. Đó, khi mà quét như thế này thì tất cả dữ liệu nó sẽ chuyển qua hết luôn, các bạn sẽ xem ha. Thấy chưa, mọi thứ đang sẵn sàng và cũng đang là chuẩn bị ở trên đây. Đó, thì sau khi quét nè, quét xong nè, thì hai máy nó coi như là chúng ta nhìn thấy nó sẽ có nè. Đây là thiết lập cho iPhone mới nè, thiết lập cho tôi nè. Đây ha, đây là mình quay thực tế nhất. Và tiếp tục nè, thiết lập cho tôi nè. Đó, thì quên mật mã của iPhone 14 Pro Max màu tím nè. Ví dụ giờ mật mã này nó kêu là nhập mật mã của iPhone khác của bạn. Tài khoản của bạn được bảo vệ bằng cách là mật mã nè. Đó, thì các bạn muốn đặt mật mã gì chúng ta đặt ha. Đó, thì sau khi mà chúng ta đặt mật mã này, đây là mình sẽ bỏ qua bước đó ha. Thì nó kêu là chỉ mất vài phút là chúng ta kích hoạt được iPhone mới của bạn. Đây. Thì các bạn nhìn thấy trên đây, đây là mình sẽ cho nó sáng lên đi. Đó, tiếp tục. iPhone 15 Pro Max. Vậy ha. Face ID. Thiết lập sau hay là chúng ta muốn tiếp tục tùy. Đó, tiếp tục đây cũng được. Đây. Đó. Rồi. Tiếp tục đây. Thì bên máy sẽ có yêu cầu là sao? Chuyển hết dữ liệu từ iPhone 14 Pro Max màu tím nè sang nè. Chúng ta đồng ý, chúng ta tiếp tục. Đồng ý. Thì lúc này là biến thành một iPhone mới của bạn nè. Tiếp tục ha. Đó. Tiếp tục luôn. Tiếp tục luôn. Chúng ta bật hết luôn. Tiếp tục nữa. Đây. Thì máy là yêu cầu là coi như là cập nhật lên 17.4.1 nè. Tại cái này là coi như là khi mỗi lần cập nhật lên á thì mình phải yêu cầu cập nhật. Thấy không? Thì nếu như chúng ta không cập nhật là chúng ta không có sang được dữ liệu này. Các bạn sẽ lưu ý ha. Đây là phải cập nhật lên nè. Thì nó sẽ lót hết dữ liệu đây đi qua và nó cập nhật lên. Có nghĩa là nó tải phần mềm về. Cái bản cập nhật này lên tới có khi vài GB. 3 phút kìa đây. Đây là mình sẽ bỏ qua bước này nha, đợi 3 phút nữa. Đây là đang chuẩn bị cập nhật nè. Đó, sau khi mà đã đau về rồi giờ nó cho cập nhật đây, chuẩn bị cập nhật trên đây ha. Chúng ta sẽ nhìn thấy một cái máy iPhone 15 Pro Max phải cập nhật lên mới chuyển qua dữ liệu qua được. Đó, đang chuẩn bị cập nhật đó, mình để xóa lại với nhau nè. Đây, đây là đang trong quá trình mà khi mà tải về mà cập nhật lên nè. Một cái máy nếu như mà chúng ta muốn chuyển dữ liệu từ máy cũ sang máy mới thì yêu cầu máy mới phải là cái hệ điều hành là mới hơn máy cũ. Và khi cập nhật, khi mà chuyển dữ liệu qua thì bên Apple là đòi hỏi là chuyển từ máy qua máy là đòi hỏi là phiên bản iOS 17 chấm cho lên. Và cái khi trong quá trình cập nhật để mang tính chất về bảo mật đó, thì Apple cũng yêu cầu là phải cập nhật lên thì mới cho chuyển dữ liệu như thế này vô. Đó, chúng ta sẽ nhìn thấy ha. Đây là đang trong quá trình chuyển từ 14 Pro Max nè sang 15 Pro Max nè. Đây là trong quá trình mà khi mà mình coi như là chuyển dữ liệu qua nè, thì lúc mà nâng cấp lên, update lên thì phải khởi động lại. Thì lúc đó nó sẽ kết nối lại và cũng đang chuẩn bị chuyển dữ liệu qua. Đó, như thế này. Thì một cái máy, nếu như một máy mà mới đập hộp về chúng ta phải update lên thì nó phải trải qua công đoạn cũng mất khá nhiều thời gian trong quá trình update, tùy thuộc vào mạng và cũng tùy thuộc vào trong quá trình mà cài đặt của máy. Thì nếu mà về mạng thì họ lấy thì nó khoảng chừng 2 phút mà. Nhưng mà về máy thì do máy mới lần đầu tiên update thì nó cũng phải mất thời gian như thế. Rồi bây giờ đang chuyển nè, chuyển từ máy iPhone cũ sang iPhone mới nè. Thì thời gian ước tính này nó đang giữa hai iPhone đang tính với nhau. Phiên bản cũ tùy thuộc vào phiên bản là coi như là cái dữ liệu của máy cũ có nhiều hay không.
Nếu như mà máy cũ có nhiều thì đồng thời là chuyển dữ liệu nó sẽ lâu. Còn nếu mà máy cũ của chúng ta là dễ ít thôi thì nó sẽ chuyển ra rất là nhanh trên đây. Đó. Thì đây là trong quá trình đang chuyển dữ liệu mình sẽ để im để các bạn sẽ nhìn thấy. Mất khoảng 10 phút ha, 24 phút, 29 phút nè. Đó. Thì khi chuyển dữ liệu ra như thế này thì chúng ta phải mất nè, 44 phút nè, 42 phút nè. Thấy chưa? Đó. Thì phải mất hết thời gian như thế này thì mới dữ liệu nó sẽ qua. Từ từ đó nó sẽ rút ngắn lại. Nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ nhìn thấy ha. Mời các bạn sẽ xem và quan sát. Đó, đây là đang còn 8 phút rồi nè. Đó. Đang chuyển dữ liệu ha, gần hết rồi nè. Đây là trong quá trình còn lại 1 phút nè. Đó. Thời gian này chúng ta nhìn thấy là đợi 1 phút nữa là coi như là quá trình hoàn tất ha. Đây là quá trình là chuyển dữ liệu nè. Đó, đã hoàn tất nè. Thấy chưa? Đó, giờ đây là nó đang đi tích lại nè. Dữ liệu đã được chuyển sang iPhone khác của bạn nè, hay gọi là iPhone mới nè. Chúng ta nhìn thấy đang khởi động lại. Đang đi tích lại. Đây. Đây là quá trình là mở lên nè, tiếp tục là hoàn tất nè. Thấy chưa? Thì lúc này là sẽ nhập lại trên đây ha. Đây mình nhập lại mật khẩu trên này. Đây. Đây là nó kêu là xác minh lại nè. Cho phép nè. Ok nè. Thấy chưa? Để sau đi. Đây. Xác minh mã nè. Đó, quá trình là xác minh nè. Và đang đăng nhập iCloud nè. Đây ha. Bây giờ mật khẩu iPhone của bạn nè, có mình nhập mật khẩu vô. Đó. Sau khi nhập mật khẩu iPhone xong thì sẽ mở lên nè. Thiết lập. Rồi. Chìa khóa iCloud đây. Chúng ta nhập vô. Chúng ta nhập vô mật mã vô ha. Đó. Cái này thì cái này mình có nhập không thiết lập sau. Tiếp tục nè. Rồi. Cắt nút nè, cái này để sau đi. Rồi, vút lên nè. Nó dữ liệu đang coi như là đây là mình đã có được rồi nè. Thì các bạn nhìn thấy trên đây nè. Đây ha. Đó. Một cái máy hoàn thiện. Nó có ai lao trên đây. Đây. Đây là quá trình là coi như là một cái máy đã được đã hoàn thiện thì trên đây. Thấy chưa? Rồi. Thì clip cũng xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo à. Đó. Thì quá trình là coi như là đập hộp iPhone nè. Coi như đã xong ha. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Xin chào. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Đó, một máy đây. Thấy chưa? Cũng không có gì khác. Cũng 14 Pro Max hết á. Mình đánh giá pin của 14 Pro Max cũng khá là tốt. Rất là ổn định.